Trên mạng đang lan truyền một clip TikTok do 3 đối tượng thể hiện, trong đó nội dung chính là nhận xét về người miền Trung. Sẽ không có gì đáng nói nếu như clip TikTok này truyền tải những thông điệp tích cực và mang lại niềm vui cho xã hội. Rất tiếc, nội dung đối đáp giữa các đối tượng trong clip lại truyền tải những tư tưởng lệch lạc, phân biệt, thậm chí là miệt thị vùng miền với những nhận xét chủ quan, nông cạn, kém hiểu biết về văn hóa. Được biết, nam thanh niên trong clip là TikToker Hoàng Minh. Việc làm của 3 đối tượng là có chủ ý phân biệt vùng miền, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn trong xã hội và tạo ra các bức xúc không đáng có. Đây là một số hình ảnh cắt ra từ clip. Đề nghị an ninh mạng của Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng này theo đúng các quy định của pháp luật. Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Và mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác, xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Dù là vô tình hay cố ý, thì lời nói mỉa mai, châm chọc phân biệt vùng miền có thể xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của một cá nhân hay một tập thể. Người có hành vi này tùy theo mức độ mà hành vi phân biệt, miệt thị vùng miền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hình phạt đối với tội làm nhục người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Người có hành vi phân biệt, miệt thị vùng miền còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phá hoại chính sách đoàn kết theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tùy theo mức độ mà mức hình phạt thấp nhất có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc cao nhất từ 7 đến 15 năm nếu như gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị xã hội, gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.